kita. Sắp tới quá giật tới, nghéo cả bắt nó bắt được đó, nó lòi ra đó, nước biển đánh ra, nó lòi ra nè. Đó, nó chạy đó, nên nó lủi nè, để nó lủi nè. Nước biển lên, cái thấy nó lòi ra. Dỡ nó lấy tay đập nó. Ừ đúng rồi, lấy đập nó, dỡ lên. Lên tay rồi, dỡ lên. Ê to. À, đây là anh ba thích chơi giống cá. Còn lấy cắt mình á, còn lấy cắt mình cũng đổ luôn, xuống nó mới xuống. Đúng rồi. Cái này nhiều mình lắm nè. Bỏ vô đó, lấy con cá nè, con cá này hết xài, bỏ vô đây, bỏ con cá vô. À, nó bỏ chuyện nghèo luôn, nghèo sò gì đây không biết. Nè đó, nó lòi ra nè, đây nè, con này bự nè. Sóng đánh lên cái nó trồi ra đó. Trời, rớt xe luôn, cấp cứu xe.
đây, xe gắn ở bên này, gắn vô đây. Gắn vô đây, hai cái ngàm nó đây nè. Giờ mình bỏ cát bỏ nước lên đây rồi coi mấy con nghêu nó lặn xuống nha, cho miếng nước nữa, cho miếng cát nữa, cho miếng nước nữa rồi có nước nó mới lặn xuống. Nó lặn xuống rồi, bỏ thêm vô đấy, đừng bỏ cát nữa, bỏ nước thêm ừ, đúng là có nước á, sắp rồi. Giờ thả nghêu vô nè, thả nghêu vô. Thêm miếng cát chưa ạ? Đừng thêm cát nữa, để coi nó lặn. Nó phải lặn chứ. Nó yên á, nó tự lặn. Rút xuống nè, trốn sâu xuống nè, rút xuống luôn nè. Trời, thả hết luôn nè, hồi coi nó rút nè. Cho thêm nước vô, nước sâu vô. Trời, được rồi, để coi đây. À, rút cả đã. À, đi nhau rút. Con gì vậy? Lỗi hết rồi cả. Rồi, sau một hồi bắt thì chúng ta được một nắm tay luôn. Ừ, ghê chưa. Đó. Đây nè, cứ thấy nè, nguyên lũ luôn nè đó. Cứ thấy mà nó đánh vô là cái vào nó lủi kìa, Đây, rồi coi nó lủi nè. Sắp dạt ra là lủi nè. Đó, nó lủi ra kìa đó, nó lủi ra bắt đó. Ê! Trời ơi, quá trời luôn. Trời, muốn nước biển đổ vô. Trời, muốn nước biển đổ vô. À.
lâu tới, xe lâu tới. Rồi rất lâu lâu rồi, cãi đây rất lâu rồi. Ai lấy dép ra, coi chừng bay mất dép bây giờ, đi chơi biển lấy dép ra. Để dép trên bờ đây. Rớt cái xe lên, ấy cho xe lên. Để xe lên, cho xe. Cái này phải lấy tay đào xuống, đào sau xuống. Không, con phải đào sâu xuống chứ con trà vậy là sao thấy. Heo bự nó nằm dưới á. Đào gì trên đó, người ta đào xuống dưới này nè. Trên đó đất khô, đào gì? Tạo cái lỗ bự cho ông men nghèo xuống. Đào lẻ lên, nước tới. Ấy đi. Ồ, sắp tới rồi đó. Rồi, tới rồi. Đi, chặn lại, đắp phía bên kia. Đắp bờ bên kia. Rồi, đào lẻ. Đắp lên trên. Đó. Ở ngoài kia là corona đang tấn công á, ở trong này là mình không còn virus. Corona tới à, ghê quá. Rồi banh chành luôn. Quay mặt về phía đất liền, quay lưng về phía sóng. Bắt con nghêu kìa. Chơi dơ hả? Chơi dơ nè. Bắn. Quay lưng về phía sớm. Sắp tới, yeah. Shit, tào lao. Đó, bị thẳng xuống dưới biển luôn. Cấm tàu xuống.
Được rồi Hân à, quá về. Đợi chưa? Dạ, thầy chú. Rồi, đào lỡ lên. Đào lỡ lên. Sức mạnh lên. Rồi, chốt lên. Rồi, đẩy đây. Rồi quay ngược lại, sao rồi? Rồi, bể rồi. Ô, kéo nước vô. Rồi, đổ bà nó hết nước rồi. Còn hả? Rồi, đảo sớm. Ôi. Rồi, gần thôi. Gần thôi. Rồi, lên liền, sắm tới. Rồi đổ hết nước rồi, Rồi lên luôn. Nè con này là cái gì đây nè? Này nó giống như một cái chùm trứng của con gì. Đó, nó có con gì bỏ nhỏ nhỏ vào trong này nè, đó. Cái này con đó nè. Có con gì nhỏ nhỏ này nè, cái trứng của con gì á. Trứng của con gì. Một chết nó chết lâu rồi.